đa số những người có sỏi trong cơ thể đều xuất phát từ những thói quen sống thiếu lành mạnh. Điều đáng sợ hãi nhất không phải là việc phát hiện ra sỏi thận, mà là việc sỏi lại kế tiếp hiện ra to dần theo thời gian, ngay kể cả khi bạn đã phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn. Khi sỏi tái phát sẽ có cảm giác bu đau đớn nhiều hơn so với tình trạng bệnh ban đầu. Tại sao sỏi thận không thể chữa khỏi? Trong thực tế, lý do chính là do lối sống của bạn. Sau đây, chuyên gia bệnh thận, tiết niệu trên kênh Sức Khỏe Sohu sẽ đưa ra 7 thói quen nuôi lớn những viên sỏi trong cơ thể. Bạn đừng chần chờ thêm nữa, hãy gấp rút thay đổi. 1. Không thích hoặc lười uống nước. Ngày nay, nhiều người không thích uống nước. Họ chỉ uống khi khát và lượng nước không đủ đáp ứng được nhu cầu thực tế của cơ thể. Đây là một lý do cần thiết gây sỏi thận. Uống ít nước sẽ làm giảm lượng nước tiểu của cơ thể và khiến cho nước tiểu cô đặc quá mức. Nồng độ muối trong nước tiểu từ đó sẽ tăng lên, lượng chất lắng đọng sẽ tăng và sỏi thận hoặc sỏi tiết niệu sẽ tiện lợi hiện ra sau đó. 2. Không thích hoặc lười số đông dục thể thao. Người nào ít vận động thì rất có thể dẫn đến sự hiện ra sỏi trong cơ thể. Bởi vì nếu ít số đông dục sẽ không có lợi cho sự hấp thụ canxi, từ đó làm tăng hàm lượng muối canxi trong nước tiểu, phát hành sỏi thận hoặc sỏi đường tiết niệu. Bên cạnh đó, khi thành bụng của nhân loại sẽ co giãn, khiến cho nội tạng bị rũ xuống, chèn ép ống mật và khiến cho quá trình bài tiết mật không thuận lợi, mật tiết ra bắt gặp khó khăn, dần dần có thể phân thành sỏi mật. 3. Ăn chay sai cách, thiếu cân bằng. Ăn uống thiên lệch, thiếu sự nhiều chủng loại với các món chay cũng có thể dễ dẫn đến tạo sỏi trong cơ thể. Đặc biệt ở những người muốn giảm cân tầm thường có thói quen ăn nhiều chất xơ thiếu cân bằng cũng dễ tạo sỏi, tin vào cách ăn chay chưa lành mạnh. Ví dụ, các loại rau như rau bina, cần tây, cà chua và măng rất giàu axit oxalic. Tiêu thụ những món ăn này quá mức trong khi thiếu các chất dinh dưỡng khác ăn kèm có thể phát hành sự kết tủa trong quá trình bài tiết, từ đó phân thành sỏi. Hoặc các món ăn chay đơn điệu nếu liên minh với canxi trong các sản phẩm đậu nành hoặc viên canxi dùng đường uống, nó cũng dễ phân thành sỏi vì sự mất cân bằng trong quá trình xử lý và hấp thụ dinh dưỡng. 4. Ăn quá nhiều dầu. Khi bạn ăn quá nhiều chất béo trong cơ thể cũng sẽ tăng theo. Khi chất béo trong cơ thể càng cao, khác lạ là trong thức ăn có hàm lượng chất béo càng cao thì sẽ giảm lượng hấp thụ canxi tương ứng khi chúng liên minh với nhau trong đường ruột, từ đó làm tăng sự hấp thu oxalate. Nếu hiện ra các vấn đề về bài tiết, ví dụ như uống ít nước, đi tiểu thấy ít nước tiểu, ra mồ hôi nhiều hơn thì rất dễ hiện ra sỏi thận. 5. Ăn quá nhiều đường. Đường là một nguồn năng lượng cần thiết cho cơ thể nhân loại. Nó cần được bổ sung với một lượng thích hợp. Tuy nhiên, nếu lượng tiêu thụ quá nhiều, nồng độ ôm canxi, axit oxalic và axit uric trong nước tiểu sẽ tăng lên, và axit uric sẽ tăng lên. Từ đó hiện ra sỏi urate hoặc sỏi oxalate. Muốn phòng ngừa sỏi thận, phải kiến cho được 5 việc này là rất cần thiết. 1. Uống nhiều nước. Uống nước là việc đơn giản mà bạn nên làm hàng ngày, tùy vào nhu cầu cơ thể và cách ăn uống của bạn có hàm lượng nước nhiều hay không để quyết định việc uống nước bổ sung từ 2 đến 2,5 ml nước mỗi ngày và tránh uống đồ uống có đường. 2. Các bữa ăn đều cần có rau, ăn bổ sung trái cây mỗi ngày. Nên ăn khoảng từ 300-500 giờ rau mỗi ngày, trong đó nên chọn ăn khoảng 1-2 loại rau sẫm màu. Ăn 200-350 giờ trái cây tươi mỗi ngày. Hãy xem xét rằng trái cây tươi có giá bốt trị dinh dưỡng cao hơn nước trái cây. Bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường và suy thận phải được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng xem xét và khuyến cáo trong việc chọn thức ăn liên minh với tình trạng bệnh của mỗi người. 3. Tránh các thức ăn quá giàu rau tây. Các món ăn có nguồn gốc động vật như cá, thịt gia cầm, trứng và thịt nạc nên được ăn ở mức độ vừa phải. Trong trường hợp cần bổ sung đủ rau tây, bạn cần cảnh giác buông với hàm lượng rau tây cao quá mức. 4. Chú ý điều trị các bệnh nguyên phát.
Để phòng ngừa bệnh sỏi thận thì bạn cần xem xét thêm đến tình trạng sức khỏe cụ thể của mình, từ đó điều trị tích cực các bệnh nguyên phát đã mắc từ trước, như bệnh cường giá bu, tăng axit uric máu, bệnh gút, tắc nghẽn đường tiết niệu, nhiễm trùng đường tiết niệu, dị vật đường tiết niệu và các bệnh khác dễ gây sỏi thận. 5. Vận động và thực hiện việc số đông dục thích hợp. Tuân thủ nguyên tắc vận động tầm thường xuyên hàng ngày với các môn thể thao mến mộ của bạn và tránh tối đa việc ngồi nhiều. Nguyên tắc cơ bản của cách thức ăn uống phòng ngừa sỏi thận. Chốt lại một số nguyên tắc ăn uống mà bạn cần dâng lệnh nghiêm túc để ngăn ngừa sỏi thận hoặc hạn chế tình trạng sỏi tái phát với những lời khuyên cụ thể sau đây. Uống nhiều nước, có thể uống trà loãng, uống ít sữa đậu nành, trà và cà phê nên hạn chế, không uống nước ngọt. Ăn nhiều rau và trái cây, khác lạ là rau lá xanh, rau cần được nấu nướng chín. Ăn thực phẩm giàu canxi như sữa, đậu phụ truyền thống, gừng và các loại hạt. Món ăn nên cho ít muối. Đừng lạm dụng rau tây động vật và chú ý dùng bất cứ sản phẩm bột rau tây nào, kể cả các sản phẩm collagen. Bạn có thể bổ sung sản phẩm vitamin tổng hợp có chứa vitamin U đúng cách, nhưng không dùng liều lớn viên vitamin C và viên canxi. Ăn ít thực phẩm nhiều dầu mỡ và các loại bột trắng, số đông dục thích hợp ở mức vừa phải, tránh béo phì. Theo Hinh Sohu,